kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, à, như thường lệ thì mỗi ngày quốc bỏ sẽ cập nhật một số những thông tin cần thiết, những câu chuyện của xã hội để chúng ta có một góc nhìn khách quan hơn. Kính thưa tất cả quý vị, à, ngày hôm qua thì quốc bỏ cũng đã làm một cái clip nói về cái vấn đề cái câu chuyện mà nam sinh viên năm nhất vào Sài Gòn từ Bình Định đó, từ Bình Định vào Sài Gòn. Để tham gia cái năm đầu tiên của cái, cái khóa học của trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đó. À, thì à, đã bị mất tích. Thì à, cái điều đó gây ra cái sự đau xót, cái sự xót xa cho gia đình cho người thân và cũng như là những người mà đã theo dõi câu chuyện này trên báo chí. Thì à, anh ấy là tình là nghĩa chỉ có mới có 19 tuổi là còn còn trẻ quá mà lại ra đi sớm thế này thì một cái sự đau lòng cho người thân rất là nhiều nhất là mẹ ruột thì cũng đã phỏng vấn mẹ ruột báo chí cũng đã phỏng vấn rồi và mẹ ruột cũng nói rằng là chỉ có là cái gia tài mà con bọc công túi là chỉ có một triệu tư thôi với lại một chiếc điện thoại cũ thôi thì không có thể là không có biết tại sao là con lại ra đi như thế đó, thì hôm nay là bên báo thanh niên họ cũng có một cái bài đăng là cái vụ mà phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích này là nạn nhân là do lịch tự tử đó à, không hiểu tại sao mà lại một một cậu bé chỉ có mới cái 19 tuổi mà lại là tự tử khi mà bước mới bước chân chân ướt chân, chân ráo vào sài gòn ha để đi học năm nhất mà lại tự tử là như thế nào cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng đọc tờ báo này coi họ viết cái gì trong đây nha Ngày 16 tháng 2, công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả truy xét điều tra, vụ phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích ở sông Sài Gòn, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi quê Bình Định, sinh viên năm nhất mất tích bí ẩn khi từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học và mất tích vài ngày trước đó. Theo đó đó tại buổi họp báo Thượng tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin qua xác minh điều tra và camera đã thu thập được thể hiện nạn nhân đến khu vực trên đã tự tử, không có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Đây là ông ông thượng tá Trần Văn Hiếu đây, là trưởng phòng cảnh sát hình sự thành công an thành phố Hồ Chí Minh đây. Cụ thể thì theo thông tin từ trưởng phòng cảnh sát hình sự của công an tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2, nạn nhân từ Bình Định vào bến xe miền Đông quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh để đến trường nhập học. Khi đến bến xe miền Đông, nạn nhân không liên lạc với người nhà mà đi xe ôm đến một trường đại học tại đường D2 quận Bình Thạnh. Sau đó nạn nhân lại đón một xe khác để đến một địa điểm khác trên đường D2. Tại địa điểm này nạn nhân đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, của Bình Thạnh. Sau đó nạn nhân trả khách sạn lúc 3 giờ 55 phút ngày 13 tháng 2 trên người mang theo ba lô đi về phía Tân Cảng rồi rẽ vào hẻm 293 Ung Văn Khiêm. Camera gần nhất thể hiện 4 giờ 3 phút sáng 13 tháng 2 nạn nhân leo qua hàng rào đi ra hướng bờ sông để tự tử. Wow. Khi mà khám nghiệm tử thi thì hiện trường phát hiện những gì? Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt nước. Khám nghiệm hiện trường trong ba lô của nạn nhân đeo sau lưng có một cục đá xi măng khoảng trên 10 kg phù hợp với hiện trường nơi nạn nhân tự tử, tử. Tại hiện trường phát hiện một điện thoại của nạn nhân. Phòng cảnh sát hình sự cùng các lực lượng và công an quận Bình Thạnh sẽ làm rõ nguyên nhân nạn nhân tự tử, tử. Trước đó, sáng, 12, sáng ngày 15 tháng 2. Người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn. Phường 13 quận Bình Thạnh nên báo cơ quan chức năng, công an quận Bình Thạnh sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận nam thanh niên sống với nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa. Tức là nam thanh niên giống với nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa mất tích mấy ngày trước mấy ngày qua nên báo cho người thân nạn nhân đến phối hợp xử lý. Sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ những người liên quan và thông qua dấu hiệu từ túi sách, áo, quần trên cơ thể nam thanh niên, thì cơ quan chức năng xác định nạn nhân chính là Nghĩa, nam sinh viên năm nhất mất tích bí ẩn mấy ngày trước. Theo chị Hồ Thị Cẩm Dung, 22 tuổi, quê Bình Định, chị họ của Nghĩa, thì ngày 11 tháng 2, Nghĩa lên xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 5 giờ ngày 12 tháng 2, Chị Nhung đến bến xe miền Đông để đón nhưng không liên lạc được. Theo hình ảnh của camera ghi nhận được thì Nghĩa được một người đàn ông xe ôm chở đi. Lo lắng sự an toàn của Nghĩa, chị Nhung đến trình báo công an. Wow. Cái câu chuyện này thì phải thật sự rất là đau lòng các bạn ạ. Rất đau lòng ha. Bởi vì không biết tại sao mà Nghĩa là sinh viên năm nhất thôi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Mà lại có ý định tự tử là do lý, lý do gì thì cơ an đang nói rằng họ sẽ điều tra cái, cái cái nguyên nhân nhưng mà đây là nếu như thật sự cái câu chuyện này là do nam thanh niên tự tử thì à, chúng ta phải coi lại từ phía gia đình là à, xem xét coi là Bọn phía gia đình đã có những cái tác động nào ảnh hưởng đến cái tâm lý của à, nghĩa hay không do cái vấn đề về sự ép buộc học hành hay là do cái vấn đề về cái vấn đề về à, tình cảm của trai gái hay là thế nào đó hay là cái 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 cái, cái ám ảnh cái cái, cái cái viễn cảnh của một cái sự nghèo khó túng thiếu khi mà trong ước chân ráo vô sài gòn chỉ có một triệu tư ở trong người thì làm sao mà sống được đó thì nói chung là chúng ta hãy xem xét lại cái vấn đề này bởi vì đây là một trong những cái hiện tượng mà phải nói rằng là rất là gây đau lòng cho những người mà bậc chịch bậc lợn cha là mẹ À, trong một cái bài báo cũng trên báo thanh niên thì họ cũng có một cái bài đăng mới nói rằng là cái vụ phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích thì không có cái dấu hiệu án mạng. Và nhìn theo những cái nguồn tin của phóng viên Thanh Niên đó từ phòng cảnh sát hình sự à, bên phía là BC à, à, 02. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết bước đầu công an xác định vụ phát hiện thi thể nam sinh viên ở sông Sài Gòn là không có cái dấu hiệu của vụ án mạng. Bởi vì theo chiều ngày 15 tháng 2 một nguồn tin của phóng viên thanh niên từ phòng cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết liên quan vụ phát hiện thi thể nam sinh viên ở sông Sài Gòn Bình Thạnh, bước đầu cơ quan công an đã xác định không có dấu hiệu của vụ án mạng, vì vậy cho nên là BC02 đã bàn giao thi thể nam sinh viên cho công an quận Bình Thạnh và tiếp tục điều tra để làm rõ. Đó. Thì đây là cái người mà mà sinh viên à, em trai này là tên là Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 2003. Ừ quê ở Bình Định và coi như là vào Sài Gòn nhập học, ha? Khi mà đến chuyến, chuyến là bến xe miền Đông á thì là bắt xe ôm đi. Cho nên là khi mà công an đã trích xuất lại những camera ở trên hiện ở trên trên đường á, thì phát hiện ra là đây là một không phải là một cái vụ mà án giết người mà là một cái vụ tự tử thôi. Đó các bạn. cho nên là chúng ta hãy cùng theo dõi xem là trong những cái ngày tháng sắp tới là bên phía của cơ quan chức năng họ sẽ sẽ điều tra xem coi cái là là cái, cái nguyên nhân nào dẫn đến cái vụ tự tử, tử này. ha ở dưới đây cũng có một số những lời bình luận của khán giả thì một người tên là Nhất Nguyên Thanh đã nói rằng là theo những tình tiết và những thông tin từ báo chí thì em ấy đã chủ động cắt đứt liên lạc với gia đình trước khi em ấy xuống bến xe miền Đông. Dù có ủng khúc gì thì việc em ấy ra đi như vậy là một bắt bát rất lớn của gia đình. Đó, xin chia buồn. Ở đây cũng có những những cái sự mà nghi ngờ, một người khán giả cũng có cái sự nghi ngờ về vấn đề này. Ruby nói rằng là không có dấu hiệu của vụ án mạng thì chả nhẽ ai lại khùng điên từ quê nhà sách ba lô vào Sài Gòn rồi nhảy cầu tự vấn, đúng không ạ? Đó, À, một người tên là Thanh Linh Ngô cũng phản ánh rằng là hãy xem bản điểm học online của em ấy ở trường đi rồi hãy phán đó Người khác nói rằng là chắc em ấy không suy nghĩ như người tỉnh táo, đáng tiếc là người nhà không phát hiện những biểu hiện khác thường trước lúc em ấy về Sài Gòn Xã hội Việt Nam bây giờ rất cần bác sĩ tâm thần và hiểu biết về bệnh tâm thần có người từ tăng lê là nói rằng là học online từ đầu tới giờ mới bước chân vô Sài Gòn lần đầu thôi đó đã có hẹn trước khi xuống xe có chị họ đón nhưng xe tới bến không gọi tự ý tắt liên lạc lại tự ý thôi xe ôm đến nơi không cần đến ừ như vậy thì nói tóm lại là chúng ta cần sự quan tâm nhiều về phía gia đình của đối với con cái trong những vấn đề này à, những cái lứa tuổi này thì cũng cần còn sự quan tâm cho con cái nhiều hơn nữa các bạn có những cái biểu hiện về tâm lý mà nó bất thường đó thì chúng ta hãy kịp thời để ngăn chặn chứ đừng để cái sự việc này sẽ đáng tiếc xảy ra trong tương lai nữa. rồi thì Hồ quốc phở sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cái câu chuyện này ha nếu như có những cái tin tức gì mới chúc cho tất cả mọi mọi người một ngày thật là an lành hạnh phúc nha ở lớp yêu cả nhà mình